Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ hai, ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin trong nước đáng chú ý. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi. Tuyên Quang mở rộng hơn 10.000 ha rừng FSC. Người dân Đắk Lắk chủ động phòng chống bệnh bạch hầu. Thưa quý vị khán giả, sáng nay 20 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi đang được điều trị phục hồi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh sau ca phẫu thuật tách rời thành công vào 5 ngày trước. Vào thăm, tặng quà hai bé gái song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời động viên cha mẹ và gia đình hai cháu vừa trải qua ca phẫu thuật phức tạp để tách rời hai bé, chúc hai cháu bé sớm bình phục sức khỏe. Đánh giá cao sự nỗ lực của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và tập thể ekip thực hiện ca phẫu thuật, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh thành công của ca phẫu thuật tách rời hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi một lần nữa chứng minh năng lực của các y bác sĩ Việt Nam. Đây là thành tựu to lớn của ngành y tế Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh thành công của ca mổ lịch sử càng đáng tự hào hơn khi ngành y tế Việt Nam vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt ca phẫu thuật với toàn bộ ekip gần 100 chuyên gia là của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước mong các y bác sĩ tiếp tục điều trị phục hồi giúp hai bé sớm bình phục và có được cuộc sống bình thường như bao trẻ khác. Sáng nay, cuộc họp liên ngành thảo luận về xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam. Dựa trên báo cáo về tầm nhìn ASEAN 2040 của Thái Lan và nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á năm 2019, Việt Nam đề xuất khởi động thảo luận về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025, xác định đây là một trong những kết quả của năm Chủ tịch ASEAN 2020. Các quan chức cao cấp SOM ASEAN đã trao đổi về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 tại hội nghị SOM ASEAN đặc biệt diễn ra vào tháng 3 năm 2020 tại Đà Nẵng. Cuộc họp lần này là cơ hội để đại diện các cơ quan tại ba trụ cột cộng đồng đóng góp ý kiến trước khi tổng hợp trình lên cộng đồng điều phối ASEAN để xin ý kiến chỉ đạo. Các nước đề nghị tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 cần bao trùm các nội dung về chuyển đổi số, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, phát triển bao trùm, thúc đẩy bản sắc ASEAN. Các nước ASEAN cũng đề nghị chú trọng các biện pháp nâng cao hiệu quả của bộ máy của ASEAN, phối hợp liên ngành, liên trụ cột, tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần trong xây dựng cộng đồng, bao gồm kênh nghị viện, kênh học giả và nghiên cứu, kênh doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội. Ngày 20 tháng 7, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020. Tham dự hội thi có 23 đội được lựa chọn từ 140 đội tham gia vòng loại tại 11 khu vực của cả nước. Tại vòng chung kết, các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ, chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy, đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. Hội thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là dịp để cán bộ chiến sĩ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao nghiệp vụ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 10.000 ha rừng trồng áp dụng theo tiêu chuẩn FSC, chứng nhận quản lý rừng bền vững. Trong đó, huyện Hàm Yên có hơn 2.400 ha, huyện Yên Sơn có hơn 8.000 ha. Với số lượng này, Tuyên Quang là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với trên 25.000 ha. Ngành lâm nghiệp tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn người dân tại các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững vì mục tiêu đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành hình mẫu của cả nước, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu. Thưa quý vị khán giả, tính đến sáng 20 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 18 ca bệnh bạch hầu tại 5 huyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một bộ phận người dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Lo ngại nguy cơ lan rộng dịch bệnh bạch hầu, người dân Đắk Lắk đã chủ động tìm đến các điểm tiêm chủng vaccine để tiêm phòng bệnh bạch hầu. Trước căn bệnh nguy hiểm như vậy thì sắp tới phải đi xét nghiệm ngừa để phòng bệnh được tốt hơn cho sức khỏe bản thân với cả những người xung quanh nữa. Gia đình tôi không đi đến những cái vùng dịch, rồi nói chung trong gia đình cùng nhau mấy mẹ con bàn bạc với nhau cùng đi tiêm phòng đầy đủ.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B với tốc độ lây lan cao, có thể biến chứng gây viêm cơ tim dẫn đến tử vong. Để khống chế dịch bệnh một cách bền vững, về lâu dài bắt buộc người dân phải thực hiện các biện pháp tiêm chủng những loại vaccine có phòng bệnh bạch hầu. Đưa ra những tình huống tất cả các phương án gần giống như với cái dịch COVID. Trước tiên là thành lập các ban chỉ đạo. Cái thứ hai, đối với ngành y tế là chuẩn bị tất cả các phương tiện cũng như tiếp nhận và điều trị, và đặc biệt là cái công tác vệ sinh môi trường cũng như là nâng cao cái chất lượng tiêm chủng, làm sao cho người dân hiểu được là cái công tác tiêm chủng nó sẽ mang lại cái hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trước sự bùng phát mạnh mẽ của bệnh bạch hầu, tỉnh Đắk Lắk đã cách ly hơn 8.580 trường hợp tại các địa phương có dịch bệnh, đồng thời triển khai cho người dân vùng dịch bệnh tiêm phòng vaccine, uống thuốc dự phòng bạch hầu, phun hóa chất khử trùng các ổ dịch. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Sáng nay 20 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km 0 thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Với ý tưởng sáng tạo độc đáo thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi, ngôn ngữ tạo hình tối giản nhưng tinh tế, sử dụng công nghệ cao hiện đại tạo hình chiếu sáng thêm ý nghĩa và hiệu quả thị giác cho cột mốc km số 0. Bài dự thi của nhóm tác giả Phạm Trung Hiếu, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, Phạm Huy Đông, Nguyễn Đăng Hải đã vượt qua hơn 100 tác phẩm khác để giành giải nhất chung cuộc cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km số 0. Bài thi chính là tâm huyết tình yêu của các tác giả đối với thủ đô Hà Nội. Tại lễ trao giải, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cũng đã được ban tổ chức công bố trao cho các cá nhân đạt giải. Đánh giá chung về cuộc thi, ban tổ chức khẳng định đây là một đề tài khó, tuy nhiên các bài thi vẫn đáp ứng được kỳ vọng và sẵn sàng trao đổi thêm với các tác giả nếu có điều kiện để hoàn thiện phương án thiết kế khi thi công. Ngày 20 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 18 tháng 7, tại khu vực biên giới thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện bắt quả tang đối tượng Kẹo Vi Sòn, sinh năm 1984, quê ở tỉnh Khăm Muồn, Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép gần 8.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới và nhiều tăng vật liên quan khác. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ dẫn giải đối tượng, tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo điều tra, xác minh làm rõ, khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao cho cơ quan chức năng thụ lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Nga hoàn tất thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19. UAE thực hiện sứ mệnh khám phá sao hỏa đầu tiên. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, một vụ tấn công bằng rocket hiếm hoi vào ban ngày đã xảy ra tại khu vực vùng xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong thời điểm Ngoại trưởng Iran đang có chuyến thăm nước láng giềng. Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, vụ việc xảy ra vào buổi chiều theo giờ địa phương khi hai quả rocket được phóng vào khu vực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ đã không kích hoạt do đường bay của rocket không trực tiếp nhắm vào Đại sứ quán Mỹ. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu quân sự và ngoại giao của Mỹ tại Iraq với tổng cộng gần 40 vụ kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, phần lớn các vụ tấn công đều xảy ra vào ban đêm. Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đang ở thăm Baghdad với giới chức cấp cao nước chủ nhà. Ngày 19 tháng 7, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập cho biết có 912 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới. Các ủy ban giám sát của Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập đã xem xét hồ sơ của các ứng cử viên nhằm đảm bảo rằng những người này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Trong khi đó, các tòa án hành chính sẽ tiếp nhận các đơn kháng cáo liên quan đến bầu cử. Theo kế hoạch, vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử Thượng viện Ai Cập sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8. Kiều bào Ai Cập sẽ đi bỏ phiếu trong 2 ngày 9 và 10 tháng 8, trong khi cử tri trong nước sẽ đi bầu trong 2 ngày còn lại. Thượng viện Ai Cập có 300 ghế, trong đó 2/3 được lựa chọn qua bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và 1/3 do Tổng thống bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của các thành viên Thượng viện là 5 năm, tỷ lệ đại biểu là nữ sẽ chiếm không dưới 10%. Sau bầu cử Thượng viện, Ai Cập sẽ tiếp tục tiến hành bầu cử Hạ viện. Ít nhất 189 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích và gần 4 triệu người tại Ấn Độ và Nepal đã phải gấp rút sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng kéo dài tại hai nước này từ cuối tháng 5 đến nay.
Theo giới chức Ấn Độ, nước sông Brahmaputra vốn chảy qua Tây Tạng Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh dâng cao đã tàn phá mùa màng và gây lở đất. Tại bang Assam, ba đợt lũ từ cuối tháng 5 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 79 người và khiến hơn 2,75 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Điều đáng lo ngại là bang Assam đang cùng lúc phải đối mặt với cả lũ lụt và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhà chức trách quan ngại số ca lây nhiễm sẽ gia tăng khi người dân phải sống tập trung trong các nhà tạm, không đảm bảo thực hiện giãn cách. Hiện 25 trong tổng số 33 huyện trong bang Assam vẫn bị ảnh hưởng của lũ lụt bắt đầu từ cách đây 2 tuần. Trong khi đó, tại nước láng giềng Nepal, chính phủ nước này đã yêu cầu các cư dân sinh sống dọc vùng đồng bằng miền Nam duy trì cảnh giác do dự báo tiếp tục có mưa lớn. Từ tháng 6 vừa qua, khoảng 110 người đã thiệt mạng, 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán tại 26 trong số 77 quận huyện tại Nepal do các đợt lũ quét và lở đất. Hôm qua 19 tháng 7, các nhà khoa học Nga cho biết nước này hoàn tất thử nghiệm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên các tình nguyện viên và dự kiến trong ngày hôm nay 20 tháng 7, nhóm tình nguyện viên thứ hai và là nhóm cuối cùng thử nghiệm vaccine của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Gamaleya sẽ được xuất viện. Dù hoàn tất thử nghiệm vaccine, song các nhà khoa học Nga vẫn còn lượng công việc phân tích khổng lồ. Theo đó, họ sẽ phải tham gia lập các báo cáo cuối cùng, trình bày kết quả cũng như chuẩn bị đăng ký nhà nước sản phẩm vaccine. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, hiện ở các tình nguyện viên đã sản sinh kháng thể cần thiết đối với virus SARS-CoV-2. Các thành phần vaccine là an toàn và được con người dùng nạp tốt. Hôm 15 tháng 7, nhóm tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine đã xuất viện. Dự kiến vaccine có thể được đưa ra thị trường vào giữa tháng 8. Một nghiên cứu quy mô lớn tại Hàn Quốc cho thấy trẻ từ 10 đến 19 tuổi có khả năng lây truyền virus corona chủng mới tương đương với người lớn. Đây cũng là cảnh báo đối với các trường học nên có sự chuẩn bị đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch. Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc dựa trên phân tích của 5.000 bệnh nhân mắc COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ em dưới 10 tuổi lây virus ít hơn hẳn so với người lớn, trong khi trẻ từ 10 đến 19 tuổi có khả năng phát tán chủng virus mới không kém người lớn. Đối với trẻ em dưới 10 tuổi, có thể là do các em hít thở lượng không khí ít hơn hoặc ở gần mặt đất hơn so với người lớn. Trong khi đó, ở nhóm trẻ và thiếu niên học cấp trung học, khả năng phát tán virus của nhóm này thậm chí còn cao hơn ở người lớn, do các thói quen không vệ sinh và tương tác nhiều với bạn bè. Sáng nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên trong bối cảnh quốc gia Trung Đông tìm cách phát triển năng lực khoa học và công nghệ và giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu thô. Tàu vũ trụ Hope Probe đã cất cánh từ trung tâm vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản vào lúc 6 giờ 58 phút sáng 20 tháng 7 theo giờ Nhật Bản, bắt đầu hành trình kéo dài 7 tháng tới hành tinh đỏ. Tàu sẽ bay theo quỹ đạo của sao Hỏa và gửi dữ liệu khí quyển về trái đất. Bộ trưởng Khoa học hiện đại của UAE cho biết dự án này có chi phí 200 triệu đô la Mỹ với mục tiêu lần đầu tiên đưa ra bức tranh toàn cảnh về khí quyển của sao Hỏa, nghiên cứu những thay đổi thường nhật và theo mùa trên hành tinh này. Trước đó, sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên của UAE dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 7, song đã phải trì hoãn 2 lần do thời tiết xấu. Các nhà khoa học New Zealand đã phát minh một hệ thống cảnh báo và dự đoán các vụ núi lửa phun trào. Hệ thống này được cho là có thể phòng ngừa được các thảm họa giống như đã xảy ra ở đảo trắng của nước này vào năm ngoái, khiến 21 khách du lịch thiệt mạng. Hệ thống cảnh báo sớm núi lửa phun trào mới do hai nhà khoa học David Ramsey và Shane Cronin của Đại học Auckland phát triển dựa trên các thuật toán phân tích hoạt động địa chấn xảy ra trước khi núi lửa phun trào và cơ sở dữ liệu từ các vụ núi lửa phun trào trong quá khứ. Hệ thống này được cho là có thể đưa ra cảnh báo 16 giờ trước khi núi lửa phun trào. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cho biết đã phát triển dữ liệu và phần mềm của mình thành nguồn mở để các nhà khoa học khác có thể sử dụng và cải thiện hệ thống cảnh báo này. Hiện, New Zealand đang sử dụng một loạt các công cụ giám sát dựa trên hệ thống GNSS có thể đo các chuyển động và chấn động của trái đất, song hệ thống này không đưa ra các thông tin mang tính dự báo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin chào và hẹn gặp lại.